Xin cảm ơn và mời Văn Ngọc Ca trở về vị trí. Các hội đoàn dưới sự điều động của hội trưởng và ban tổ chức, chúng tôi kính mời tất cả toàn thể đồng bào và quan khách lên bàn thờ thắp nhang nhân ngày lễ Quốc khánh 30 tháng 4. Và buổi lễ đặt vòng hoa truy điệu quân dân cánh chính Việt Nam Cộng hòa ngày Quốc khánh 30 tháng 4 đến đây là chấm dứt. Ban tổ chức chúng tôi tuyên bố bế mạc. Trân trọng cảm ơn quý vị và đồng bào đến tham dự hôm nay. Xin cảm ơn. Mời tất cả đồng bào lên bàn thờ để thắp nhang cho các vong linh đã hy sinh trong ngày 30 tháng 4. Cảm ơn quý đồng bào. Quen biết rồi.